Cầu quay sông Hàn được biết đến như một biểu tượng của Đà Nẵng và là niềm tự hào lớn lao của người dân nơi đây, trở thành điểm đến không thể thiếu trong chuyến hành trình du lịch Đà Nẵng của bất cứ ai. Ít ai biết, công trình này do đội ngũ các kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng và là cây cầu quay duy nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm này. Cây cầu dài 487,7m, rộng 12,9m, gồm 11 nhịp, có kết cấu bê tông cốt thép, được khởi công xây dựng từ năm 1998 và khánh thành năm 2000. Đáng nói, cây cầu này được người dân Đà Nẵng góp tiền cùng nhau xây dựng, nên thành cây cầu là biểu tượng của thành phố hiện đại này. Nhất là khi đêm xuống, phố bắt đầu lên đèn, đứng trên cầu du khách có thể nhìn bao quát được toàn bộ cảnh đẹp xung quanh, những ánh đèn lung linh trải dài dọc hai tuyến đường ven sông, những chiếc du thuyền chậm chậm tỏa sáng trong lòng sông lấp lánh, càng tăng thêm nét quyến rũ và thi vị, cũng như một chiếc cầu vồng rực rỡ, lấp lánh ánh sáng đầy mê hoặc trong sự trầm lắng của sông Hàn. Đặc biệt là khi được trải nghiệm cảm xúc vào khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày, phần giữa của cây cầu quay 90 độ, quanh trục và nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông mở đường cho tàu qua lại.